难能容他不偷不离我含着泪转落含着泪个爱不是结束情不不来就要个够鬼
chúa là cha yêu thương của chúng con. Trong buổi sáng nay, lòng chúng con vui mừng được ra mắt chúa, được ra mắt vua chứ không vua, là chúa của các chúa. Với lý trí chúng con không thể nào hiểu hết được làm sao một vật thọ bảo có thể mà tương giao với đấng sáng tạo. Làm sao những hạt bụi như chúng con lại có thể được thưa chuyện, được ngợi ca, được chia sẻ lời của đấng toàn năng. Đó là sự diệu kỳ vượt quá sự suy tưởng của chúng con. Chúa, chúng con biết ơn Ngài, biết ơn vì tình yêu, biết ơn vì sự ban cho, biết ơn về ân điển của Ngài trên từng cuộc đời, trên từng chức vụ chúng con. Xin giúp đỡ để toàn thể dân sự của Chúa tiếp tục bước đi, kinh nghiệm được phước hạnh qua lời của Ngài, là lời sống động, là lời đem sự thay đổi cho nhân loại và chính dân sự của Chúa của sáng nay. Cảm ơn Chúa. Chúng con trình dân ngày này theo sự thể trị của ba ngôi Đức Chúa Trời, trong sự bảo hành của Thánh Linh của Chúa và lời của Chúa, vì ý và lành của Chúa, trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Ngài. Chúng ta cảm ơn Ngài. Đọc lời Chúa. Phần đầu Kinh Thánh mà chúng ta đọc rất là quen thuộc, phải không ạ? Ở trong Thi Thiên 34 câu 8 và câu thứ 10. Một lần nữa xin mời Hòa Thánh đứng lên, chúng ta trân trọng để công bố lời của Chúa. Có thể lời của tôi quý vị mau quên, nhưng mà lời của Chúa sẽ đáp ứng vào lòng của quý vị. Chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh của mình, hoặc là đọc cái bản Kinh Thánh được chiếu ở trên. Chúng ta khởi sự. Há nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt là như bao, phước cho người nào đưa nó mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sứ tử tơ sẽ bị thiếu kém và đói, những người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt này. Chúng ta đọc lại lần nữa câu số 8 đến câu thứ 10. Khởi sự. Há nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành như bao, phước cho người nào đưa nó mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì thế nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sứ tử tơ sẽ bị thiếu kém và đói, những người nào tin cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của mình. Vỗ tay cảm ơn Chúa. Lời của Chúa quá tuyệt diệu. Xin mời Thánh ngồi xuống. Tôi chưa chia sẻ gì hết mà đọc thôi đã thấy là tuyệt diệu rồi. Amen không quý vị? Lời của Chúa rất là tuyệt diệu. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là nhường bao, phước cho người nào nhơ cậy nơi Ngài. Trong buổi sáng nay chúng ta sẽ đến với ba cái nguyên tắc, ba bí quyết để làm sao chúng ta kinh nghiệm được đất thánh phước hạnh luôn luôn ở trong Chúa. Cái đầu tiên đó là hãy nếm trải và nhận biết. Và Thánh hãy đọc lại. Hãy nếm trải và nhận biết. Mời Thánh đọc đọc cái này. Hãy nếm trải và nhận biết. Cái bí quyết thứ hai hay là mạng lệnh. Từ hãy đó là mang tính mạng lệnh, phải không? Mạng lệnh thứ hai đó là hãy kính sợ Chúa. Xin mời Thánh. Hãy kính sợ Chúa. Nhỏ quá, lớn hơn. Hãy kính sợ Chúa. Chúa chưa nghe, lớn hơn nữa. Hãy kính sợ Chúa. À, tốt. Và điều thứ ba đó là hãy tìm kiếm Chúa ở trong câu thứ 10. Xin hỏi. Hãy tìm kiếm Chúa. Một lần nữa. Hãy tìm kiếm Chúa. Và ước rằng chúng ta sẽ nhớ ba cái mạng lệnh này để chúng ta kinh nghiệm được một sự phước hạnh diệu kỳ ở trong ân điển của Chúa. Và làm sao chúng ta có thể nếm trải được tình yêu và sự sống động của Ngài trên mỗi chúng ta.
Quý vị ơi, chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà tại nơi đó chúng ta được gọi là trong thời kỳ phước hạnh ân điển của Chúa. Tại sao? Vì thời gian chúng ta trên đất này rất là ngắn ngủi. Thời gian chúng ta trên đất này rất là ngắn ngủi. Và đang khi chúng ta làm theo mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta nếu là nhà kinh doanh thì đó là những nhà rất là khôn ngoan trong sự kinh doanh. Đầu tư ít nhưng mà lãi thì là đời đời, lãi là vô tận, phải không? Vì cớ lý do đó khi chúng ta làm theo lời Chúa thì ngay trên đất này chúng ta đã kinh nghiệm được phước hạnh rồi, và chúng ta kinh nghiệm phước hạnh đời đời. Nếu chúng ta trồng cây cà phê, một cây bless cây cà phê, nó được bao lâu, mình thu hoạch được bao lâu, mình ăn được cây cà phê đó bao lâu, mấy chục năm, mười mấy năm mình đầu tư, chỉ mười mấy năm thôi mà mình vẫn đầu tư hết cả công sức của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng đang khi chúng ta bước vào để hầu việc Chúa, thì mặc dù trên đất này rất ngắn ngủi, có thể quý vị ở đây sẽ sống thêm được 30, 50, 80 năm. Và cho dù sống trên 100 tuổi thì cuộc đời nó vẫn ngắn ngủi so với sự trường tồn của vương quốc được Chúa trời. Nên thành ra là chúng ta ao ước rằng chúng ta sẽ thực thi lời của Chúa trên mọi chúng ta. Chúng ta sẽ xem một cái video clip về cái cuộc đời của chúng ta nó ngắn ngủi như thế nào, để chúng ta hình dung, để biết được rằng đừng bao giờ dại dột và đầu tư và không vâng theo lời của Chúa trên đất này, nhưng hãy vâng theo lời của Chúa và sự sống của Chúa sẽ đến cho mọi chúng ta. Ok, chúng ta sẽ xem cái video clip ở trên. Cuộc đời rất là ngắn ngủi, thấy ngắn không? Vài giây một cái video. Cuộc đời của chúng ta giống như là một cái chết, một cái rơi trên không, đó là như vậy. Và đang khi chúng ta là những thanh niên hưởng ứng lời của Chúa, đừng bao giờ dại dột mà để cuộc đời đã ngắn rồi mà lại chúng ta làm những việc vô ích cho Chúa. Nên trong buổi sáng nay chúng ta sẽ kinh nghiệm cuộc đời nó ngắn nhưng mà đầy phước hạnh. Ngắn nhưng mà một sự diệu kỳ của Ngài trên mỗi chúng ta, chứ không phải cuộc đời với những cái gánh nặng, với những sự trải nghiệm nặng nề. Đừng bao giờ ở trong sự trải nghiệm đó, và hãy ra khỏi tất cả mọi sự lôi cuốn của thế gian để nhận biết Chúa là đấng diệu kỳ của Ngài trên mỗi chúng ta. Tôi nhớ nhà thơ Nguyên Sa, ông ta viết về tuổi 20. Tuổi 20 là một cái tuổi mà mình thường nói là màu hồng. Ở đây ai là tuổi 20? Trên dưới 20, 18, 19, 20, 21, 22. Đó. Nhà thơ Nguyên Sa nói rằng tuổi 20 như đời 20 thế kỷ. Tuổi 20 như đời 20 thế kỷ. Đời để quanh tôi bao nỗi nhọc nhằn. Tuổi 20 chưa đến đã bay vù, giống như cái điều mà chúng ta vừa thấy. Đời qua rất là nhanh chóng quý vị. Nên ao ước rằng buổi sáng nay chúng ta sẽ có một quyết định. Trong những người thanh niên, đặc biệt là trong buổi sáng nay rất là nhiều lớn tuổi có mặt ở đây, chúng ta sẽ quyết định để những ngày còn lại chúng ta là những ngày phước ở trên đất này kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa. Amen. Ok, chúng ta sẽ đến với lời của Chúa trong buổi sáng nay. Cái mặt lệnh thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất, cái điều thứ nhất và lời của Chúa nói chúng ta, đó là để được đắc thắng, đó là chúng ta hãy nếm trải và nhận biết Chúa.
hãy nếm trải và nhận biết Chúa. Nếm trải và nhận biết Chúa, đó là một trong những cái điều diệu kỳ mà Chúa làm trên mỗi chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết về cái sự nếm trải đó là một trong những cái yếu tố của sự diệu kỳ của Ngài trên mỗi chúng ta. Ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc, đó là: há nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Cái từ ngữ đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó là từ nếm. Ở trong bản dịch mới ghi rằng hãy nếm và xem Chúa tốt lành là dường bao, phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Hãy nếm và xem. Và cái bản hiệu đính thì ghi rằng hãy nếm trải và nhận thấy Chúa hằng hữu là tuyệt hảo, phúc cho người nào tin cậy nơi Ngài. Như vậy tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, đó là một mạng lệnh mà Chúa ban trên hết thảy mọi chúng ta. Đó là hãy nếm trải và nhận thấy. Chúng ta đọc lại cái phần ở trên bảng: hãy nếm trải và nhận thấy. Xin khởi sự. Hãy nếm trải và nhận thấy. Dạ. Cái từ đầu tiên chúng ta biết là từ nếm. Hãy nếm trải và nhận biết. Nếm nó như là một trong những cái Chúa ao ước chúng ta nhận được cái hương vị, cái kinh nghiệm diệu kỳ mà Chúa ban phước trên mỗi chúng ta. Đang khi chúng ta đến đây, chúng ta nhận biết nếm Chúa trên đời sống của mình. Đó là một trong những cái điều lớn mà Chúa ao ước trên mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Chúa trên đời sống của mình không? Có không? Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình không? Có không? Ai có điều đó sẽ đưa tay lên. Ai có điều đó sẽ đưa lên. Hãy nếm. Hãy nếm trải cái từng trải cái kinh nghiệm điều đó. Khi mà một người đang khi đứng lên đây trong sự ngợi khen Chúa, người đó phải cần có một cái cảm xúc, một cái cảm xúc ở trong sự thờ phượng, thì tại đó sự sống của Chúa mới có thể đến như một ảnh hưởng được. Và ao ước rằng mỗi đời sống chúng ta đang khi đi với Chúa là một sự nếm trải của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cái lúc đang khi tôi ngợi khen Chúa, tôi nhắm mắt lại và có thể tôi có một cảm nhận có thể rờ được chính mình Chúa, có thể rờ nếm được. Có những giờ phút đang khi tôi ở trong sự hiện diện của Chúa, tôi cảm nhận được điều đó. Nó giống như một cái hương vị, một sự đụng chạm của Chúa trên đời sống của mình. Như ở trong Thi Thiên đoạn 54 câu 8, Kinh Thánh ghi rằng: các áo Ngài bay mùi thơm mục dược, trầm hương và nhung huệ. Chúng ta thấy cảm nhận điều đó. Có những lúc tôi đưa bàn tay, tôi cảm nhận được rơ được cái chôn áo của Ngài. Tôi thấy ngửi được cái mùi hương nhung huệ của Ngài phản phất trên đời sống. Và khi mà chúng ta đã nếm được những cái hương vị, những cái tiên vị của Chúa rồi, thì chúng ta sẽ rất chán những cái hương vị của thế giới ngày hôm nay. Một ngày nọ đang kêu tôi bước vào trong một cái quán, ở ngoài ghi rằng mì Quảng đặc sản miền Trung. Ồ, tôi thấy ngay tại Sài Gòn mà có cái quán chưa rồi. Và tôi bước vào và khi tôi ăn thử, ăn xong tôi đứng lên, tôi nói rằng: ồ, xin lỗi, tôi cái người chủ này là người miền Nam. Nó là gia chủ miền Nam. Tôi nói hàng gì, cái này không phải là miền Trung, thì tôi là người miền Trung, nó phải là hương vị của mì Quảng miền Trung. Vì cớ tôi đã từng ăn cái tô mì Quảng miền Trung, tôi biết cái hương vị nó là như thế nào. Một dịp khác đang khi tôi đến học ở tại Philippines, ồ, tôi ở đó cả năm và tôi thèm phở lắm. Tôi đến tại Manila, tôi nhìn thấy có quán phở Việt Nam và tôi bước vào, tôi ăn. Khi bước vào, tôi đã nhìn thấy có điều đó nó lạ lạ, nó không giống rồi.
đó là những tiếp viên mặc áo dài. Tôi rất ưa thích tà áo dài, nhưng những tiếp viên này đang khi mặc áo dài, những người mà phục vụ mặc áo dài, tôi thấy rằng có cái gì đó nó trục trặc. Tại vì áo dài nó phải bó sát vào người. Đằng này áo dài của những người đã mặc thì rất là rộng thùng thình, giống như cái đầm vậy. Và khi tôi yêu mà cha của sự nói tiếng Việt nói với người đó, mấy người đó không biết. Và khi đến tận cùng bằng số, khi mà nó không còn gì để mà ăn nữa, nó cúi xuống, nó ăn cái bã đậu mà dành riêng cho con heo. Cuộc đời của một người Do Thái, họ không bao giờ nuôi heo, họ không ăn thịt heo, cũng không ai nuôi heo. Ai mà biết cái người chặt heo thì họ đi bên đây, họ đi bên kia đường, họ đi giống như là người Pharisee đó, họ sợ, họ né những người đó. Cái này từ một người con, thẩm quyền một người con đã hạ xuống rồi, mà bây giờ ăn cái đồ con heo mà cũng không có mà ăn nữa. Và đáng khi người này nếm cái hương vị của những con heo thì nhớ lại, nhớ điều gì? Nhớ về nhà cha, nhớ là những hương vị diệu kỳ mà trong nhà cha người này nhận được. Đừng bao giờ rời khỏi nhà cha, và hãy kinh nghiệm nếm trải tình yêu của Ngài trong từng đời sống quý vị. Amen không? Và tới đời dân, Kinh Thánh ghi rằng chim ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó biết ta. Ông hứa quý vị có thể nghe được tiếng của Chúa phán cái đời sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa, mục sư dày ở đây là một người rất cảm nhận, rất nhạy bén trong việc nhận biết tiếng của Chúa. Và tôi ao ước rằng bầy chiên ở tại đây cũng kinh nghiệm một cái điều tương tự như vậy, để hầu sự sống của Chúa, ảnh hưởng của Ngài ở trên mỗi chúng ta. Ở Sophoni đoạn 3 câu 17, lời Chúa nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thảy vì cơ ngươi, vì lòng yêu thương mình Ngài sẽ nín lặng, vì cơ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Vì cớ quý vị, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Quý vị là niềm hãnh diện của vương quốc Đức Chúa Trời. Đơn giản, quý vị là tạo vật, là sản phẩm của chính mình Ngài. Ngài trân trọng quý vị, Ngài yêu mến quý vị. Và cái nên nói rằng, vì quý vị, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Amen. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng, vì bạn mà Chúa Ngài ca hát mừng rỡ. Amen không? Amen không? Vì Chúa mà chúng ta, vì Chúa trân trọng trên từng đời sống chúng ta. Và đáng khi hãy nhận biết điều đó rồi thì đừng ném tại bất cứ điều gì của thế gian này. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 21 Kinh Thánh kia rằng: chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Hãy ở trong sự tình trạng. Trong những ngày chạy, tôi cảm nhận các bạn thanh niên có một sự đụng chạm rất mạnh mẽ bởi lưng. Trong những kỳ chạy, tôi đã nhìn thấy các bạn đã khóc. Có nhiều bạn đã kinh nghiệm một sự đụng chạm của Chúa cho đời sống của mình. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vấn đề ở đây, đó là sau kỳ chạy. Đó là sau kỳ chạy, các bạn có tiếp tục nếm trải về sự thân viên và sự đụng chạm của Chúa không? Hay chúng ta nhìn thấy có một số cái màu sắc mới Chúa có tâm trên chúng ngay trên đời sự. Amen không? Và Chúa là đấng đem những cái phước hạnh diệu kỳ của Ngài ở trên từng cuộc đời chúng ta. Điều mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta ao ước rằng cái điều mà Chúa xác định trên đời của chúng ta, nó liên tục giữ đời sống chúng ta ở trong ân điển của chính mình Ngài. Và đừng bao giờ mà phạm những cái vi phạm. Khi mà chúng ta đã nếm hương vị của Chúa rồi, chúng ta đã kinh nghiệm nhảy nhót ở trong ân điển của Chúa rồi, thì đừng bao giờ ra khỏi cái vị trí đó. Chúa Ngài đang ở đây và muốn chúng ta nhận lãnh những điều lớn hơn nữa trên đời sống của mình. Amen không? Các bạn thân yêu,
Các bạn thân mến, nhỏ lắm. Các bạn thân mến, ở trong Hebrew đoạn 6, câu 4, câu 5, câu 6 như là một sự cảnh báo cho đời sống của các bạn thanh niên cũng như tất cả các vị mục sư, những người đã từng ở trong chức vụ, cũng như cho hết thảy dân sự của Chúa trong ngày hôm nay. Vì chính những kẻ được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trên trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã từng kinh nghiệm trong sự nhảy nhót, đã từng kinh nghiệm trong sự đụng chạm vào Thánh Linh của Chúa. Nếu họ phạm tội thì không còn của lễ nào cho. Cuộc đời rất ngắn ngủi quý vị, hãy nhớ lấy những hương vị của tình yêu của Chúa để không bao giờ cuộc đời chúng ta rơi vào trong những vết xe đổ của những người đi trước xa ngã. Nhưng nói với Chúa, lạy Chúa, sẽ giữ cuộc đời của con. Chúa ơi, con đã từng ở trong Ngài, đã từng nếm trải những điều dịu gì ngọt ngào mà Chúa ban trong phòng nhóm này. Ai đã từng đổ nước mắt ra vì kinh nghiệm được Chúa ở trong sự hiện diện của đời sống cá nhân của mình, xin đưa tay lên. Ai đã từng điều đó? Cảm ơn Chúa, xin mời bỏ tay. Ai đã từng kinh nghiệm trong sự đổi đầy Thánh Linh của Chúa cho đời sống của mình, xin đưa tay lên. Ai đã kinh nghiệm sự đổi đầy Thánh Linh của Chúa cho đời sống của mình? Ồ, cảm ơn các bạn, xin mời. Đó là những nếm trải, đó là những từ trải, đó là những kinh nghiệm. Ai đã từng nhảy múa ngợi khen Chúa, xin đưa tay lên. Wow, cảm ơn Chúa. Đó là những hương vị, đó là những hương vị, đó là những kinh nghiệm ở trên cuộc đời của chúng ta. Và ao ước rằng sự sống của Chúa, ảnh hưởng của Ngài vẫn tiếp tục ở trên từng đời sống chúng ta, để cuộc đời chúng ta là cuộc đời của sự ngơi khép. Cuộc đời chúng ta là một cuộc đời diệu kỳ mà Chúa ao ước có trên mọi chúng ta. Cái từ thứ gì? Đó là từ xem, khá thử xem, Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương nó mình nơi Ngài. Xem hay là như một sự chắc chắn để có một sự kinh nghiệm được Chúa ở trên đời sống của mình. Một người khi mà xem là một người có thể chiếm ngưỡng được tình yêu của Chúa. Một người đã từng ở trong nhà Chúa, nhìn thấy sự tốt đẹp ở trong nhà Chúa thì người đó không bao giờ muốn rời khỏi. Đó là lý do mà tại sao ở trong Galati đọc 3 câu 3 thì tên của Chúa đó là sao anh em nuốt bụi như thế, sau khi đã khởi sự nhờ Thánh Linh sao lại cày xác thịt làm cho chồng. Hãy nói với lòng mình rằng Chúa ơi, sẽ giữ đời sống của con trong ân điển của Chúa, trong tình yêu mà Chúa ban cho con. Xem, hãy lặp lại, xem, lặp lại lần nữa, xem. Yeah. Đó là điều mà Chúa ao ước trên mọi chuyện. Cuộc đời quý vị đang khi đi trên đất này, quý vị không cô đơn, quý vị không ở một mình. Quý vị đang nhìn sang Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và ở trên thiên trời cao kia, các thiên sứ cũng đang nhìn sang quý vị, đang nhìn cái hành trình, đang nhìn từng cuộc đời quý vị như thế nào trên đời sống. Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3 Kinh Thánh ghi rằng, thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, hầu cho khi anh em được vững vàng khi mỏi mệt. Đang lúc chúng ta có những sự yếu đuối, hãy nhớ bài lời của Chúa trong buổi sáng này. Hãy nếm. Chúng ta từng nếm rồi. Và ngày hôm nay, trên con đường mà chúng ta bước đi với Chúa, nhiều người đang nhìn xem chúng ta.
Tôi đang đứng trước mặt quý vị. Tôi có bao nhiêu con mắt để nhìn quý vị? Bao nhiêu? Bốn mắt. Cái này không phải là mắt. Thế là cái kính. Tôi có mấy con mắt. Tôi biết nhìn, cái này không biết nhìn. Tôi có hai mắt thôi, đó mà tôi có bốn mắt. Có bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi? Có bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi? Rất nhiều. Chúng ta được nhiều người chứng kiến. Đừng nghĩ rằng mình làm cái điều gì chắc không ai biết đâu. Thôi thôi, ai biết. Vắng vẻ ai không biết. Chúng ta được nhiều người chứng kiến vay lấy thì đám mây sắp lên. Hãy cẩn trọng ở trong đời sống của mình. Vì Phaolô cũng đã từng nói rằng ai đa tưởng mình đứng hãy giữ kẹo, giữ đời sống của mình. Nè, hãy nhìn xem Chúa ở trong tất cả mọi cảnh ngộ ở trong đời sống các bạn, ở trong quý vị, Chúa đang muốn ao ước một sự đụng chạm của Ngài trên từng đời sống quý vị. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con ao ước điều đó ở trên cuộc đời của con. Và Chúa là đấng sẵn sàng ban những điều diệu kỳ của Ngài trên từng đời sống chúng ta. Và cái từ xem cũng có ý nghĩa là biết. Chúng ta có thể biết về, nhận biết Chúa một cách diệu kỳ ở trong đời sống của mình. Biết là một trong những cái từ mà nó gắn chặt trong đời sống của mỗi chúng ta. Như trong Tin Lành Giáo đoạn 17 câu số 3. Về sự sống đời đời, đó là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Đó là nhìn biết Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là Cha, Đức Chúa Trời có một và thật. Cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Hãy nhận biết Chúa là đấng diệu kỳ, là đấng đang ban thăm viếng trên từng đời sống chúng ta. Phaolô nói rằng, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa là lớn hơn hết trên đời sống của tôi. Tôi vì Ngài mà lìa bỏ, mà rời bỏ mọi điều đó, và tôi xếp mọi điều đó như là rơm rác, hầu được ở trong Ngài. Để được ở trong Ngài, được ở trong sự đắc thắng, được ở trong sự phước hạnh của Chúa, ông nói rằng ông xem mọi sự như là sự lỗ, như là rơm rác. Hãy lật thử thùng rác mà Phaolô bỏ vô. Ông bỏ cái gì vào đó? Ông bỏ danh dự của ông. Đó là một con người được học dưới chân của Gamaliel, được học dưới chân của một giáo sư ở trong thời kỳ lúc bây giờ. Ông là một con người tri thức. Hãy xem thùng rác mà Phaolô bỏ đó có điều gì? Đó là cái quốc dân Roma của ông. Nó như là một sự hãnh diện đối với mọi người. Quốc dân đó là ông khi sinh ra đã có rồi. Và nhiều người lúc bây giờ, những người mà làm quen lúc bây giờ phải mua mới có điều đó. Còn ông hiển nhiên ông đã có điều đó. Chứng tỏ ông ở trong một cái gia đình đầy vọng tộc, rất là quý giá, quý phái bây giờ. Ông xem mọi điều đó bỏ vào trong thùng rác, điều bỏ vì có sự nhận biết Chúa là lớn hơn hết. Ô quý vị ơi, hãy nhận biết Chúa trong điều đó. Hãy nhận biết Chúa trong điều đó. Thì các bạn thanh niên, chúng ta không dại dột mà rơi vào trong những cám dỗ của quyền của sự tối tăm. Không dại dột mà lượm lại cái đống rác mà Phaolô đã từng bỏ. Amen không? Amen không? Hãy nói với bạn mình rằng, bạn ơi, đừng dại lượm rác. Amen không? Rác đó là gì? Đó là những cái danh vọng, đó là những cái quyền lợi vô ích. Trước mặt Chúa mọi điều đó là vô ích. Vì cớ đã khi một người nhận biết Chúa thì tại đó Kinh Thánh ghi rằng đó là người đó được phước, người đó kinh nghiệm được phước, giữ một phước hạnh ở trong Chúa với những cái phước tạm bợ, với những cái hào nhoáng quang tạm bợ của thế gian này, chắc đáng gì với điều mà Chúa ban cho chúng ta. Tất cả những gì thế gian này nó chỉ là tạm thời mà thôi, rất 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 ngắn ngủi.
đời của con người rất ngắn ngủi. Đừng dại dột ở trong sự ngắn ngủi đó để đánh mất sự đời đời của mình. Amen không? Amen không? Đừng bôi, đừng lấy lại những cái rác của Phaolô đã từng bỏ. Áo cuộc đời chúng ta là cuộc đời của một sự thâm phiến và kinh nghiệm về quyền năng của Ngài ở trong mỗi chúng ta. Và cái từ biết đó nó có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Như cái từ quyên gốc, nó như là một cái từ ăn ở, nó như là một sự ăn ở giữa một người vợ với một người chồng. Nó không phải chỉ dừng lại chỉ là biết, nhận biết, à tôi biết một sự gia hiền chẳng hết. Nó phải chưa phải là từ biết. Biết ở đây nó là một mối quan hệ. Biết ở đây là một mối quan hệ. Và cái từ ngữ gốc đó là cái mối quan hệ của người vợ đối với người chồng. Quý vị là những thánh thể và liên kết với đồng. Quý vị là những nàng dâu mà chẳng lẽ là Christ đã tiếp đón quý vị. Quý vị là nhánh và Chúa Giêsu là gốc. Tất cả mọi hình ảnh mà lời Chúa cho tôi biết đó, đó là mối quan hệ. Mối là mối quan hệ và không bao giờ dứt lìa ra. Và đó là cái điều biết hay là nhận biết điều đó trên đời sống của mình. Ao ước rằng mỗi chúng ta, tâm linh chúng ta biết nhất và hiểu biết về tình yêu của Chúa ở trong đời sống. Tại sao chúng ta phải nếm? Tại sao chúng ta phải xem? Tại sao chúng ta phải biết? Vì cớ Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng tốt lành. Đức Giê-hô-va là đấng tốt lành. Từ ngữ gốc đó là một sự ngọt ngào, mềm mại, đầy thương xót trên mọi chúng ta. Ngài là đấng diệu kỳ để đem một sự thương xót của Ngài trên mọi chúng ta. Ở trong phía nhất đoạn 2 của 34 là anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài. Hãy đến gần Ngài. Hãy nói với người bên cạnh mình rằng hãy đến gần Ngài. Dỗ mạnh hơn nữa, hãy đến gần Ngài. Tại sao? Vì Giê-hô-va là đấng tốt lành. Ngài đấng tốt lành nhất. Có thể người chồng, người vợ quý vị chưa được toàn hảo lắm, nhưng mà chúng ta có một Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đấng tốt lành đang ở bên cạnh cuộc đời quý vị. Có thể người bạn chúng ta đôi lúc không nói tốt về chúng ta thường xuyên, nhưng mà Giê-hô-va Ngài là đấng tốt lành. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta không bao giờ thay đổi. Ngài nói quý vị rằng Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thời gian thì yêu cho đến hết kỳ trạng. Phải không? Cho đến khi nào? Cho đến hết 2015. Cho đến khi nào? Cho đến khi nào? Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thời gian thì yêu cho đến, cho đến, cho đến cuối cùng. Yêu cho đến cuối cùng. Chúng ta nhớ tới lần gian đoạn 13 là phân đoạn cái câu đầu tiên để gợi mở một câu chuyện về Giuđa Iscariot. Đó là một câu đầu tiên như một sự gợi mở về câu chuyện của Giuđa Iscariot. Đang khi dự bữa tiệc, Chúa Giê-xu nói rằng trong vòng các ngươi sẽ có một người phạm ta. Tất cả mọi người ôm ai vậy? Chúa tốt quá. Thầy chúng ta diệu kỳ quá, ai mà nỡ nó phạm thầy vậy? Có lẽ dân đang bên cạnh Giuđa có một lời ơi, mày có phạm Chúa không? Đâu có, ai chơi kỳ vậy? Khi mà Chúa nói rằng trong vòng các ngươi có một người phạm ta, có nghĩa là Chúa đang tạo cơ hội để Giuđa Iscariot ăn năn. Ngài yêu kẻ thuộc mình trong thời gian thì yêu cho đến cuối cùng. Ngài Đức Chúa Trời, Ngài biết rất rõ Giuđa sẽ phạm Chúa. Ngài không nói rằng Giuđa tại sao con phạm Chúa ta, Ngài không nói điều đó. Nhưng Ngài muốn chính Giuđa phải có một cảm nhận để ăn năn. Vừa rồi không khí đã trôi qua, Chúa tạo một cơ hội thứ gì. Cho nên ai trong vòng các ngươi trước nhất lấy miếng bánh này là kẻ phạm ta. Quý vị ơi, người Do Thái kia xưa họ ngồi, không phải ngồi trên ghế chứ quý vị.
giống như tư thế nằm ở trên đất này, nằm nghiêng ở trên đất. Từ một tư thế nằm đó, tất cả mọi người đều nằm nghiêng như vậy. Có một người khi mà Chúa Giêsu hỏi như vậy, thì tôi tin rằng mọi cặp mắt đang chuẩn bị. Chúa Giêsu cầm miếng bánh và nói rằng, ai trong người cầm miếng bánh này sẽ là người phản ta. Chúa đang đưa ra một điều khó. Và đó là một cơ hội để Giu-đa được ăn năn. Người yêu kẻ thuộc mình trong thời gian thì yêu cho đến cuối cùng. Tôi xin lỗi cho lúc bây giờ có ai mà nghe tiếng điện thoại di động mà reo lên trong vòng sứ đồ. Ủa sứ đồ có điện thoại di động không? Có tiếng điện thoại reo lên hay là có một công việc nào đó, cà phê chưa tưới hay là vợ đang kêu hay là cái gì đó, không dám đứng lên tại chỗ đó chứ mày. Ai đứng lên mà bắt đổ vô mà người đó ngay lập tức, phải không? Đứng lên ngay thời điểm đó khó lắm. Và đó là một sự tranh chiến ở trong tâm linh của Giu-đa Iscariot. Chúa ao ước rằng Giu-đa đã từng né quyền năng phép lạ của Chúa bằng tay của ông, đã từng đi qua nhiều người và đưa những cái miếng bánh vụn, những cá khô hôi, nhưng mà qua bàn tay của Chúa khiến những bánh đó tươi ngọt có mùi thơm, đến nỗi 5.000 người ăn mà không hết, còn dư 12 giỏ đầy nữa. Chính bàn tay Giu-đa Iscariot, không ai khác, chính ông đã rờ né được quyền năng của Chúa cho đời sống. Và bây giờ chính con người đó đang ở trong sự tranh chiến. Ai trong chúng các ngươi là người phản ta, sao người cầm miếng bánh này? Và rồi quyền của sự tối tăm đã đến trên Giu-đa. Và Kinh Thánh ghi rằng khi bàn tay của Giu-đa Iscariot chạm vào miếng bánh ở trên cái đĩa thì ác thần nó nhập vào trong. Ác thần chỉ nhập khi mà Giu-đa đã dứt khoát ở trong hành động. Ở cái bàn tay kia, ở quý vị, quý vị là rượu cột của thánh, quý vị là tương lai của thánh, quý vị là hy vọng của Việt Nam. Đã khi chúng ta đã từng nếm, chúng ta đã từng biết, chúng ta từng xem về mọi ân huệ và tình yêu của Chúa, đừng bao giờ có một hành động như Giu-đa hết rồi. Vì sơ hóa Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành, Ngài mãi mãi tốt lành cho chúng ta. Và cho dù chúng ta có như thế nào nữa thì Ngài vẫn yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời. Đừng bao giờ mặc với chính mình Chúa. Có thể sau kỳ trại này nó không còn cái không khí vui vẻ nữa. Có thể sau kỳ trại này, đáng khi các bạn quay về địa phương của mình, sẽ là một cái căn nhà bình thường, sẽ là một cái nơi công việc làm nhàm chán, sẽ là những người bạn với gương mặt rất là quen và chẳng có gì tươi mới cả. Và chúng ta dễ dàng vũ như cẩn vẫn như cũ, quay về với con người cũ của mình. Hãy nhớ lời của Chúa trong buổi sáng này. Giờ và Đức Chúa Trời đang tốt lành, Ngài đang yêu các bạn và đi cùng các bạn đến tất cả mọi nơi. Hãy giữ lấy cái sự thông công, cái sự đụng chạm của Chúa trong kỳ trại này. Nó không phải là cảm xúc, nó không phải là phong trào, nó không phải là nhất thời, mà là sẽ đeo đuổi cuộc đời quý vị suốt đời. Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thời gian thì yêu cho đến cuối cùng. Ngài ao ước từ đời sống các bạn thanh niên, nam nữ, Ngài ước từ đời sống của quý vị lớn tuổi là. Thưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, và con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài. Ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim
con hàng khổ đau. Và lòng con như đang còn mãi mê, vượt lần trông đến tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã không, không trong vô đau. Con vẫn không, không trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng vượt qua chỉ con, vượt qua trăm con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã, để con đứng lên. Bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ, ngày ra đưa con. Anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời.